Hi everyone, here is Lina. Today I will show you how to make Khmer layer rice cake. Susday bong on the Akhne, Yom Lina, Tnaine, Nung Bang Hang, Pir of Bip Turn, Num Chaka Chan. For the butter mixture, we need 2 cups of rice flour. Some rap, lay massau, nung yung traka, massau, and cock side, 2 cups. Bong on pitch round, mean some gall be chum no, mui cup, mean 1 gram. Cup knee, yum pra, bosun jacket be chum no wing. We're pea roy, has a millilit, bucket be chum no tucker, cup knee. Tum gon massau to toe, mui cup nung, pitch round, maroy ma pay gram. Goo mui cam, learn thick, bucket ye cam. Cứ vì mình chấm nó mùi rồi một pay gram mùi khắp nâng. Bất kết chỉ ounce vĩnh cứ 8 ounce, cứ bằng 7 ounce. Nhưng bà khắp nâng, mà sao còn có sái, dân đặt 2 khắp. Thu khắp of rice flour. Tapioca starch, we need 1/2 cup. Mà sao chá, dân trơ ca cả lá khắp. 1/4 teaspoon of salt. Ẩm bớt, muối phía buôn sạp rê cà phê. 1 cup of sugar, skor xó muối khắp. Skor xó ní, có khi nhóm pra khắp. Đà miên chấm nó, pi rồi 20ml nâng đôi kia nía. Nên trơ ca về muối khắp. Bây giờ qua mà sáu mùi khắp nâng về bà hai chia mà rồi mà phây gram. Bàn tay bờ sko xó mùi khắp nâng về bà hai chia mùi rồi họp sập gram. Sko xó về riêng ngôn tịch. Bàn tay chồng nó về bàn kia. Chồng nó bì rồi 20ml khắp nâng. Sko xó mùi khắp. 1 cup of sugar. Make the dry ingredient together. Dân cô mà sao không có sái mà sao chá sco hay nâng ẩm bẩn nâng cô cho khi ở sập sân máu and we add 1 cup of coconut milk hai dân đã khi đốm 1 cup want to add it slowly to just wet the flour first. Dân chặt tí đôn mà đoàn tích ná. Rồi phía sau mà sau xinh. Mà dân thêm tật tiệt tới mà sau vì ọt ảnh đẹp. Mà sau vì ảnh đẹp dân bà bạc liền. Rồi vì sọp á. Hay mà lo hóa dân đặt vì mà đoàn tích xinh. Đặt tí đôn mùi khắp nắng. Dân cô vì ơi mà sau vì sau em từng ọt xinh. Rồi phía dân thêm tật tiệt tới. Dân xua cô mà sau nâng tức nó bị chô khá nè lộ. Here I'm using 1 cup of coconut milk. Want to wet all the flour and the coconut milk first. Nhưng đặt tí đông 1 cup chô á, hay dân cô mà sau cup chấn về miền cầm lặng cực kết lắng. Sửa cô mà sau nâng ôi về tia mùi. Sau hay nâng chiết tức rồi vì chỗ lò đặt tức riêu vô món dân vào bạc vô vía mà sau viên đẹp vía cầm lặng kịch vía mình sau khắng dân vào dạy về vô làm bay lìa vía vía khắp khắp chân vía lên lượt. To get rid all the lump first before adding more liquid. Dương sẽ cọp hỏi việc bay cả crop mà sau sân á, muốn đằng dương thay đặc tiệt. After it become a really smooth butter like this. Now we can add 2 cups of water in.
Viêm mọt là ổn chân hái, à lỡ dân thêm tật bị khắp chỗ lắm. For this point, we're gonna bring some water to rolling boil using medium high heat. Dân đi mà sao hái, dân đặt tật đam mà bú á. Tiếp tiếp dân đặt nung chùm hồi. Bà phương công đợi cái đây mà chúng đam tật ở bú sân tớ. This kind of layer cake, we can see the layer by its color. So we're gonna separate some of the butter to make some different color. Nôm chạc cái chán này, vì mình sẽ tọp bùa khó khó nha. Hay giờ lâu ní, dân lệ nhằm sao dân lê hai nắng. Mà lệ vì đã bọp xanh xanh nha. Smell good already. Coconut milk. Smell from the coconut milk. But if you don't like coconut milk, you just use all water. It's fine. Turn out really good too. Which ngồi yên á, which ngồi kì đồn. Tại bởi bóng ôn ọp chong. Bóng ôn lá ọp chong đã kì đồn. Pra là tật sốt của bạn đấy. Gonna use this mold steam. Nhông pra bông này xâm rạp trong hối. Apply some vegetable oil. Nhưng đặt brain sẽ đầy cũng tính á. Bước vào khánh, chút bát bông. When the water start to boil, we're gonna put the mold to steam it about 2 to 3 minutes. Just to hit through the mold first. Và to bị tật bông hay dân đã bông á. Dân đã chấm hồi về 2 pi từ 7 nhật tì ở việc đào sân á. Về dân đã mà sao chấm hồi tớ. Dân xuống chạy chanh về nông việc ấn. Dân xuống chạy chanh về ọp chọc bông. Yeah, I already steam the mold about 3 minutes to just hit through the mold. Now we can put the butter mixture to steam. I'm gonna put the red first. Bông đi nhưng đã về chấm hôi và hai chị bay để ti hai nữa rồi việc đào bông lỏ về để nung chấn dân xua cho về trình nhưng đã bò của họ muốn hay đã về chấm hôi đó chấm hôi về và hai chị đập để tí rồi môi cò to ta nung nắng rồi về trần rừng lỏ bằng việc đã mà cho ăn tiện tứ bò về ở ly cho kia. Cover it and let it steam about 10 minutes for every layer. Viêm chân này nè, mà sao cái chân thì mũi nó bị chân này nè, vì răng vì lấy nâu tật tật thiệt hay. Dựng nã mà sẽ tỏ thiệt bà này. We gonna separate the color by the white butter. Hay dựng nã mà po á, dựng nã po muối, dựng nã po sò muối. Bạn bò về ọt mịch chỗ kia, bạn bò về ọt lì kia. We repeat doing this until you get it all the butter done. Dân chùm hôi vì mà sẽ tọp chấn, to tỏ ọc mà xài vừa nâng tới ná. Dân đã tức tự trịa thơm ở đá nó khôn ông tháng. Hay dân đã nôn là dân chùm hôi hai nắng. Tục ở về tự trịa và hai trịa đọc để tì sấn. Một nâng dân vô về trên bị bùng.
Steam layer rice cake is done and thank you for watching. Bye bye. Nom chak chan. Hi. 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 Okon. Dai ban mơ video robok nhóm chum reap lia.